thử mấy. Ủa, tụi em đang tập chương trình văn nghệ gì hả? Cho chị Ốc tham gia với nghe. Dạ, tụi em đang tổng duyệt để ngày mai tổ chức văn nghệ gây quỹ từ thiện đó ạ. Tụi em chỉ nhận sách vở và quần áo cũ thôi ạ, nên chị ủng hộ tụi em với nha. Chắc chắn là chị sẽ ủng hộ nè, chị còn kêu gọi mọi người cùng tham gia luôn cho vui nè. Giờ chị em bắt đầu luôn nha. 1, 2, 3. Trên cành cao chim hót, mời em chơi giữa vườn xuân. Khoai mỡ, có chuyện gì vậy em? Ủa sao đang hát tự nhiên lại bị té vậy? Khoai mỡ làm gãy ghế luôn rồi chị Ốc ơi. Khoai mỡ bất tỉnh luôn rồi kìa. Rồi bây giờ làm sao đây? Do khoai mỡ bị béo phì rồi làm gãy ghế luôn. Cũng hên, chứ nếu mai biểu diễn chắc sập sân khấu luôn á. Khoai mì, em không có nói vậy. Em nói vậy rồi bạn nghe được bạn buồn rồi sao? Ủa, kìa, bạn đứng dậy rồi kìa. Tôi không ngờ mới ngại chút xíu mà bị bạn đâm sau lưng hả khoai mì? Thôi, khoai mỡ cho chị can nè. Bây giờ em tỉnh dậy là tốt rồi. Có chuyện gì thì bình tĩnh mình nói nghe. Thì mập tôi nói mập, bạn béo ụt ịt quá đi. Phải thon thả như mình nè. Tôi mà bắt được bạn là cho bạn biết tay rồi nha. Em khổ quá chị Ốc ơi. Chẳng lẽ mập là một cái tội hay sao? Thôi em đừng có buồn nữa nha khoai mỡ. Phải chi mà có đốc tôi khỏe ở đây á, thì đốc tôi khỏe chắc chắn là sẽ có cái cách nào đó để giúp cho em giảm được cái chứng béo phì nè. Chào Ốc Thanh Vân và khoai mỡ. Giờ này các bạn nhỏ phải tập văn nghệ rồi chứ hả? Thì đó, đang tập nè, rồi gãy ghế nè, đốc tôi khỏe. Rồi sau đó còn tranh cãi nữa, nên nãy giờ đâu có tập tành được cái gì đâu. Sinh ra với tên khoai mỡ làm chi? Giờ cái tên nó vẫn vô người, toàn mỡ không mà đốc tôi khỏe ơi. Được rồi, khoai mỡ đừng khóc nữa. Vấn đề béo phì của con á thì lá sen sẽ giải quyết giúp cho con. Ủa, đốc tôi khỏe? Ốc nghe nói là sen thì thường là người ta chỉ gọi là nấu chè, rồi lá sen cũng giúp ngủ ngon thôi, chứ bộ chữa được béo phì luôn hả? Cái thông tin này hơi bị lạ đó nghe. Trong lá sen có chứa các hoạt chất như là flavonoid, nucifin, polyphenol cùng nhiều loại alkaloid. Ngoài ra còn có một số chất dinh dưỡng khác như là vitamin C, tannin, acid citric. Đặc biệt, chất flavonoid trong cơ thể em có tác dụng tiêu mỡ an toàn, hạn chế tích mỡ và không hấp thu chất béo ạ. Khi các hợp chất flavonoid đi vào cơ thể, làm giảm axit béo và triglycerides là hai thành phần chính tạo nên mỡ trắng. Ồ, mỡ trắng chính là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng thừa cân béo phì, phải không đốc tôi khỏe? Mỡ trắng là tế bào hình cầu, bên trong chứa đầy các axit béo và triglycerides, chiếm từ 93-97% tổng lượng mỡ trong cơ thể người. À, như vậy là từ nay trở đi thì chị Ốc sẽ gọi em lá sen là dũng sĩ diệt mỡ trắng nha. Nhưng mà dùng lá sen như thế nào để có thể hỗ trợ giảm được chứng béo phì vậy đó tôi khỏe? Chúng ta chuẩn bị một lá sen tươi, 100g gạo tẻ, đem nấu cháo cùng với đường trắng. Có thể thêm đậu xanh để thanh nhiệt giải độc. Nếu không có lá sen tươi á, thì có thể dùng lá sen khô trước khi dùng á, ngâm cho mềm. Hoặc trong những ngày hè oi bức, có thể lấy lá sen nấu với nước, uống thay trà để chống nóng, giải nhiệt, đỡ khát cũng rất tốt đó nha. Đốc tôi khỏe nhắc thêm là những người thể hàn không dùng lá sen nhiều vì có thể dẫn tới giảm trí nhớ, rối loạn nhịp tim, sức khỏe suy kiệt nha. Ốc nhớ rồi Đốc Tô Khỏe ơi, Ốc nghĩ rằng là những thông tin ngày hôm nay mà Đốc Tô Khỏe và em Lá Sen chia sẻ không chỉ giúp được cho khoai mỡ đâu, mà còn giúp được cho quý vị khán giả nào đang muốn giảm béo phì nữa. Còn bây giờ thì chắc là Ốc phải nói lời chào tạm biệt rồi, để dành thời gian cho các bạn nhỏ cùng tập chương trình văn nghệ nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt khán giả thân thương nha. Bye bye.